Kian Channel. Xin chào các bạn, mình lại có đồ chơi mới đây. Đây là đoàn tàu xiếc thú, và nó chở những con vật vừa đi vừa xiếc á. Đây là con hải cẩu. Con hải cẩu nó ngậm được cái banh, nó đẩy được cái banh lên kìa. Nó làm xiếc á. Kìa, đoàn tàu đang chở nó đi, nó đang xiếc kìa. Cái banh quay, thiệt là hay. Tiếp theo là bạn gì mấy bạn biết không? Đây là bạn khỉ. Bạn khỉ kêu vậy đó. Rồi, bạn khỉ lại đang nhảy ở trên tàu kìa. Đây là bạn voi. Bạn voi lên tàu luôn. Đoàn tàu lửa dài quá. À, còn một bạn nữa. Bạn này là bạn gì? Bạn sư tử. Sư tử lên tàu luôn nha. Wow, đoàn tàu thiệt là dài. Chạy vòng vòng luôn. Vừa chạy nó vừa làm xiếc cho tụi mình xem đó. Đoàn tàu này hay quá. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Còn chỗ này là chỗ chia đường. Đây, biểu tượng này là biểu tượng chia đường. Nó có cái gạch màu vàng nè. Mình gạch qua gạch lại. Nếu mình để dày thì tàu lửa nó sẽ chạy tới cái đường ray màu vàng. Còn nếu mình để dày thì tàu lửa nó sẽ chạy lên đường ray màu xanh. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy lên đường ray màu vàng nha. Đó, nó chạy lên đường ray màu vàng rồi kìa. Bây giờ mình cho nó chạy lên đường ray màu xanh nè. Hay quá, nó biết quẹo luôn kìa. Tàu lửa này thiệt là hay. Chuẩn bị chạy lên đường ray màu vàng nè tàu lửa ơi. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Chạy qua màu xanh nha. Đây, tàu lửa đã dừng lại rồi. Rồi, mở lên lại. Tàu lửa lại chạy tiếp tục. Các bạn hãy xem mấy con thú đang xiếc đi nha. Thôi, mình bye bye các bạn đây. Bye bye. Xin chào các bạn. Mình mới có đồ chơi mới đây. Đây là lồng đèn thỏ con. Vừa là lồng đèn, vừa là đồ bắn bong bóng xà phòng nữa. Hay lắm đó. Nó có 3 cái đèn. Một chỗ ngay mũi và 2 chỗ ngay lỗ tai.